Mở tài khoản VnDirect ở Việt Nam được đâu 2 tháng thì mình đã ăn cái con sóng này nha anh chị em. Mình tham gia thị trường chứng khoán, mình ăn con sóng từ đây đến đây, từ đây đến khoảng này, và ngay khi có cú sập lớn và hồi lên thì mình đã out các vị thế chứng khoán của mình. Và hiện nay á, giá đã tăng rất là kinh khủng từ hồi đầu năm đến giờ. Chúng ta có thể đo nè, đây ngày 4 tháng 1 năm 2021 là giá nằm ở đây, ở cái mốc 1110 điểm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đo từ cái mốc đó nha anh chị em, 1110 đo lên thì cái đỉnh cao của nó là thị trường nó tăng 28% tính từ lúc mở cửa ngày đầu năm. Thì khi mà thị trường nó tăng quá nóng á, thì một cái cú điều chỉnh là cái chuyện hoàn toàn cần thiết để xảy ra, cần thiết cho thị trường để mà cái nhà đầu tư người ta lại thoát ra mà người ta vào lại. Thì những cái cú sập như này á, nó cũng là cơ hội cho anh chị em, những anh chị em nào mà không tham gia thị trường chứng khoán từ trước. Thì bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta làm một cái phân tích nho nhỏ, nếu mà chỉ nhìn từ cái đầu năm đến giờ là 28% tăng, nhưng mà nếu mà chúng ta phân tích một chút về Fibonacci, thì nếu mà anh chị em nào biết sơ sơ về Fibonacci á, thì chúng ta có hai loại là retracement và extension. Thì mình sẽ dùng cái extension để mình đo. Thì ở đây á, chúng ta sẽ nối từ cái sóng tăng dài trước đó, từ cái vùng 770 mấy nữa nè. Đó. Chúng ta kéo lên cái đỉnh 1200 trước khi nó có một cái cú điều chỉnh lớn và rớt về vùng 998, coi như 1000 đi. Thì chúng ta thấy á, là cái đỉnh mà nó lập được, đây mình sẽ kéo nó ra to to cho anh chị em nhìn đó, cái đỉnh cao á mà nó lập được 1400, cái đỉnh cao 1424 mà nó lập được chỗ của mà VN Index lập được á, nó trùng hợp với cái vùng Take Profit Fibonacci Extension đó. Thì nó đương nhiên là mình sẽ không có tìm một cái lý do giải thích khoa học gì ở đây cả, chỉ đơn giản là có thể là những cái quỹ tài chính hay là những cái người giao dịch có kinh nghiệm á, người ta cũng dựa vào cái này để người ta tìm chỗ take profit thôi. Đó, giả sử người ta giàu được ở đâu trong những con sóng này, và khi người ta cũng kẻ cái Fibonacci extension này giống mình, thì người ta tìm ra vùng khoảng vùng 1410, 1420 này có thể là vùng đỉnh cho cái sóng tăng lớn này. Thì hiện nay á, thị trường của chúng ta nó có một số cái đo đạc như thế này, là chúng ta nếu mà chúng ta áp dụng thêm kiến thức về Elliott Wave, nếu anh chị em nào biết sơ sơ về Elliott Wave, chúng ta sẽ có 5 sóng, 5 sóng chính và 3 sóng hồi. Thì ở đây á, mình sẽ tìm công cụ Elliott Wave cho anh chị em xem. Thì chúng ta có sóng 1 là từ cái đáy thấp nhất của VN Index từ 600 mấy á, lên đến cái đỉnh 900, xong rồi hồi về. Chúng ta có sóng 2 là hồi về 700 mấy đó, rồi chúng ta đẩy lên sóng 3 là sóng kéo dài lên lên đỉnh 1200 và một cú hồi về đáy 998, và hôm nay chúng ta đã có sóng 5 lên 1422. Chúng ta đã có một bộ sóng Elliott Wave hoàn chỉnh cho phần phát triển sóng. Thì bây giờ chúng ta có thể tìm ra xem là, à, nếu mà chúng ta có bộ sóng như vậy thì tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà nó tuân thủ theo đúng Elliott Wave á, thì chúng ta sẽ có 3 sóng điều chỉnh ABC. Elliott Wave thì chúng ta thường là có 1, 2, 3, 4, 5 và ABC nha anh chị em. Thì mình sẽ dùng Elliott Corrective Wave nè, tính từ cái đỉnh này. Nếu chúng ta coi đây là điểm bắt đầu của sóng điều chỉnh, thì chúng ta điều chỉnh về cái vùng 1260 này là sóng A. Thì khả năng sắp tới chúng ta có một con sóng hồi ngắn hạn là sóng B, có thể lên lên đâu đó ở đây, và chúng ta sẽ có thêm một cái đợt sập sóng C nữa cho để kết thúc một cái đợt hồi Elliott Wave. Thì nó như thế này. Thì đây là những cái nhận định cơ bản mà mình nhìn thấy ngay lúc này ở trên thị trường, thì khả năng sắp tới là nó sẽ đi. Đương nhiên là mình không nói là nhận định của mình sẽ chính xác 100%, nhưng mà nó là những cái nhận định hợp lý trong lúc này của chúng ta.
Rồi sau khi mà chúng ta lên được một cái plan như vậy á, một cái plan theo sóng EOS Way như vậy á, thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào để chúng ta tìm kiếm lợi nhuận? Thì nếu chúng ta coi á, cái con đổ sóng đổ sập này nè của tuần hay tuần vừa rồi á, là sóng A của sóng điều chỉnh, thì nó đã sập về một cái vùng rất là đẹp, là cái vùng đỉnh cũ quanh vùng 1280 này đó. Thì và nó tạo ra những cái cây rút chân, đây một cây rút, đây hai cây rút nè, đây cũng có thể coi là một cây rút chân nhẹ nè đó, chứng tỏ là đã có một lực từ chối ở cái vùng này, thì có khả năng đây sẽ là cái điểm kết thúc của sóng hồi A trong Elliott. Thì nếu mà kết thúc rồi á, thì khả năng tiếp theo theo đúng mẫu hình Elliott, nó sẽ có sóng, một sóng chỉnh B là hồi lên nhẹ nhẹ so với sóng sập trước đó. Thì cái sóng B đó nó sẽ hồi lên đâu? Thì nếu mà hồi á, thì chúng ta có thể áp dụng nhiều thứ để chúng ta hồi, như chúng ta có thể gọi coi dùng Fibonacci cũng được. Đây mình sẽ dùng cái Fibonacci nho nhỏ cho anh chị em thấy, là chúng ta kéo từ đỉnh của cái đợt sập đến cái coi đây là đáy của đợt sập đi, thì có khả năng nó hồi về vùng 50-61.8, tỷ lệ vàng của Fibo khúc này từ 1344 đến 1363. Còn không á, nếu chúng ta không áp dụng Fibonacci á, mà chúng ta áp dụng kháng cự hỗ trợ đơn thuần á, thì đây có thể là cái vùng nó hồi về nè anh chị em, nguyên một cái vùng khoảng từ 1330 đến 1340 là cái khả năng nó hồi về rất là cao, bởi vì đây là cái một cái chúng ta có một cái đáy nhỏ ở đây trước khi nó phá đi xuống, và nó trùng hợp luôn với cái vùng 20-50. Là nói cho anh chị em sơ sơ thì cái hai cái này trên biểu đồ của mình là đường trắng là 20 và đường xanh lá cây là 50 đó, thì cái vùng 20-50 cũng rất trùng hợp vào vùng đó, thì chúng ta sẽ có những cái điểm hội tụ rất là mạnh mẽ ở khúc này. Chúng ta giờ có khoảng gần 50 của Fibo, chúng ta có một cái vùng kháng cự hỗ trợ nhỏ, chúng ta có vùng đường trung bình 20-50, thì rất có khả năng là sóng A nó sẽ hồi lên sóng B từ một cái đáy 1260, nó hồi lên 1320, 1330, 1340, quanh quanh khoảng này đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm lợi nhuận của chúng ta ở trong cái khoảng giá nhỏ hồi này, bởi vì trong thị trường chứng khoán Việt Nam á, thì để mua bán chứng khoán thì chúng ta không có đánh cái chiều xuống, bởi vì chứng khoán Việt Nam chưa hề có cái cách đánh đó, mà chúng ta chỉ có thể đánh chiều lên thôi. Do đó ngay cả trong một con sóng sập này, chúng ta có thể tìm ra cơ hội ở con sóng hồi. Nếu mà chúng ta ăn con sóng hồi thì nó cũng kha khá đó anh chị em, từ khúc từ khoảng khoảng đây mà đến đây cũng được 4-5% của chỉ số, mà 4-5% chỉ số gì đó thì nó sẽ có thể tương đương với 10 đến 20% của chứng khoán nếu chứng khoán nó tốt. Ok. Thì nếu nhưng mà nếu mà nhìn xa hơn á, đây chỉ là kịch bản sóng hồi thôi. Nếu nhìn xa hơn á, thì nếu nó theo đúng Elliott Way, nó sẽ còn một đợt sập nữa nha anh chị em. Hãy cực kỳ cẩn thận. Đợt sập này là đợt sập C để kết thúc đợt hồi ba con sóng hồi của Elliott Way. Thì cái đợt sập này cái khả năng mà mình thấy nó xảy ra cao nhất là nó sẽ sập luôn về cái vùng đỉnh cũ 1.200 nè anh chị em. Cái vùng đỉnh huyền thoại 1.200 trước khi nó phá qua. Chúng ta thấy là cái trước đây thị trường Việt Nam đã đến 1.200 và sập xuống rất mạnh. Sau khi nó phá qua thì nó đạt được đỉnh mọi thời đại là 1.400 mấy đó. Thì nó có khả năng là con sóng từ B xuống C này nó sập về 1.200 luôn. Và sập về 1.200 á thì rất có khả năng là nó trùng luôn với cái đường IMA 200. Cái đường này của mình là đường IMA 200 nha anh chị em. Đó, thì chúng ta có thể là sắp tới á, khả năng cái đường IMA 200 mà nó phát triển nó đi ngang 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 qua nè, thì nó khoảng này là giá nó sập về đây. Đó, thì nó rất là đẹp và chúng ta sẽ có một điểm golden spot ở đây. Mình hay gọi những cái điểm này là điểm golden spot, tức là điểm vàng. Một cái điểm vàng để chúng ta vào lệnh luôn. Tại sao là như vậy? Bởi vì á, chúng ta vừa có sự kết thúc của Elliott Wave, sóng correcti và là sóng hồi ABC, chúng ta vừa có vùng đỉnh cũ huyền thoại 1.200 bên đây, chúng ta vừa có giao tiếp với
IMA200. Đây sẽ là golden spot cho anh chị em nào muốn bắt cái khả năng là đáy của đợt hồi của chỉ số VN Index. Thì ở đây á, nói chung là anh chị em có thể tìm những cái cổ phiếu tốt và đợi VN Index rớt xuống cái đáy này để chúng ta bắt đầu mua gom vô thật là nhiều đó. Còn khi nào thì cái kịch bản này sai, là khả năng cái kịch bản này sai là khi cái vùng này bị phá luôn. Giả sử như cái vùng này mà giá nó không chững lại đây, nó bật lên mà đi túc lút xuống đây nè anh chị, là lúc đó là xong rồi đó. Lúc đó là chúng ta chính thức bước vào sóng sập, khá là một cái xu hướng mới khá là dài hạn của VN Index. Nhưng đương nhiên thì ở trên thị trường chứng khoán thì thường thì mình không mong muốn những cái chuyện nó xảy ra, mà về đến đây thì chúng ta có thể canh mua cái cổ phiếu tốt được rồi đó. Thì cái khả năng tiếp theo á, nếu mà mọi thứ nó chính xác á, thì chúng ta khi mà dễ 1.200 nè mà có một lực mua vào bắt đáy hay cái gì đó đầy đủ á, thì chúng ta sẽ lại có bộ sóng Elliott Wave mới nó đi như thế này chẳng hạn đó. Tuy nhiên là cái này là mình projection to the future thôi, tức là mình xem thử là trong tương lai khả năng nó đi như vậy thôi. Và đương nhiên vẫn có tỷ lệ đi khác, nhưng mà khả năng cao mình thấy là nó sẽ đi như thế này. Thì đó là nhận định cơ bản về VN Index của mình. Anh chị em có thể tham khảo và có thể đưa ra các chiến lược phù hợp nếu thấy hợp lý. Tiếp theo á, chúng ta sẽ nói đến vàng. Vì mình thấy là vàng thì rất nhiều anh chị em ở Việt Nam quan tâm. Mình sẽ nói luôn là hiện nay á, cái channel giảm trước đó của vàng đã bị phá. Chúng ta có một cái channel giảm như thế này đó. Thì cái channel này á, đã bị phá, thì rất có khả năng á, là vàng sẽ trở lại cái xu hướng tăng dài hạn của nó. Và nếu mà xu hướng tăng dài hạn á, thì chúng ta đã chứng kiến được là vàng nó đã bật lên từ cái vùng kháng vùng vàng nó đã bật lên từ cái vùng hỗ trợ quan trọng ở đây. Đây là cái chỗ hỗ trợ quan trọng trước khi nó kéo lên được cái vùng cao nhất ở đây, một cái con sóng khá là dài, và nó về đây và nó đỡ được ở vùng này và bật lên tiếp. Thì khả năng cao là từ đây vàng sẽ đi lên tiếp. Nhưng mà khi mình nói vàng đi lên tiếp á, nó sẽ chỉ phù hợp với anh chị em nào mà đánh dài hạn thôi. Tức là anh chị có thể mua ở đâu, bất cứ đâu trong cái phần giá này, từ vùng 1780 đến vùng 1830, thậm chí 1700 anh chị em mua cũng 1750 anh chị em mua cũng được, thì cũng ok, không có vấn đề gì. Nhưng mà đối với những người đánh ngắn hạn thì sao? Ngắn hạn thì chúng ta phải thấy là trong ngắn hạn khả năng rất cao là vàng nó sẽ có một nhịp chỉnh về đến đây nè, trước khi nó bật lên tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó chúng ta có một cái con sóng giảm rất là dài. Nguyên cái khúc này nè, nguyên cái khúc từ đây xuống đây là một con sóng giảm rất là dài nè anh chị em. Thì khả năng cao á là vàng nó sẽ bị cái lực giảm trước đó nó phủ thêm một lần nữa. Thì nếu chúng ta dùng Fibonacci đi, mình sẽ sử dụng Fibonacci, mình kéo thì mình thấy là nó đang chạm đúng vùng 0.5 hồi Fibonacci của cái nhịp giảm trước đó. Vậy thì có khả năng á, là để mà vàng có lực đi lên tiếp á, thì từ đây nó phải xuống thêm một lần nữa để nó tạo thêm một vùng demand ở dưới đây, vùng supply demand dưới đây đó. Thì khi xuống vùng dưới này á, mà có lực demand ép vô lại á, thì nó mới bật lên tiếp được. Nên có thể là trong những ngày tới á, chúng ta có thể thấy vàng nó sẽ sập nhẹ về đây một cái, sập nhẹ về vùng 1780 đến 1780 đến 1790 một cái, trước khi nó có lực nó đi lên tiếp và nó đi lên có khả năng cao đi lên lại đỉnh cũ đây chẳng hạn 1910 đó. Thì đó là những cái nhận định ngắn hạn của mình về vàng. Còn về dài hạn thì sao? Dài hạn á, thì như mình nói á, là khi mà cái channel này nó bị break rồi, cái đoạn channel này bị break rồi á, thì rất có khả năng là vàng nó đã trở lại xu hướng tăng dài hạn. Mà xu hướng tăng dài hạn thì
tiếp tục sẽ vượt qua cái đỉnh này đến những cái đỉnh cũ trước đó nữa. Tức là chúng ta có một cái đỉnh 1960 ở đây có thể đạt đến nè, chúng ta thậm chí có cái đỉnh 2070 ở đây. Tức là hoàn toàn trong dài hạn, có thể trong vài tháng tới vàng có thể hoàn toàn leo đến những cái đỉnh này 1950, 1960, thậm chí lên 2001 đó. Bởi vì mọi người cứ nghĩ là dịch Covid đã chấm dứt, nhưng thật sự thì ngay cả ở những đất nước phát triển như châu Âu, Mỹ, khi mà tỷ lệ dân chích vaccine nó lên 60% thì dịch đang bùng phát trở lại rất là mạnh mẽ. Do đó không có một cái cơ sở gì nói là chích vaccine đủ 60% hay 50% dân thì không thì sẽ quản lý được cái dịch thì sẽ chấm dứt cả. Mà có khả năng là thế giới sẽ phải chứng kiến một cái con virus hoàn toàn mới và trở thành một cái con virus mùa luôn, là lúc nào nó cũng sẽ xuất hiện và cái độ lây lan của nó mạnh như vậy. Do đó cái sự lo ngại đó sẽ là cái động lực để cho rất nhiều người đang có nguồn tiền ở bên ngoài có thể đầu tư vào vàng để giữ cho cái có thể đầu tư vào vàng để giữ cho cái tài sản người ta không bị mất đi giá trị. Do đó vàng vẫn có thể là một cái tài sản đầu tư tốt về dài hạn. Trước mắt là lên 1960, 2100 trước đã, rồi sau đó chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra. Tạm thời lúc này thì mình không có nhìn đâu xa hơn cái mức này được nữa. Bởi vì khi nếu mà thật sự nó vượt được mức 2000 mấy này nè thì nó có thể đi lên đâu mình cũng không thể biết. Đó. Rồi tiếp nói các nhận định thì mình sẽ nói về dầu. Thì như chúng ta đã thấy là dầu đã đi một phát từ mức zero lên đến mức 76 đô một thùng, 76 77 đô một thùng là tăng rất là khủng khiếp rồi. Thì hiện nay dầu đã đạt đến cái đỉnh cao trước đó, trước khi nó sập về không á anh chị em, là nó đã ở từng ở cái mức này rồi từ tháng 10 năm 2018 nè. Thì cái chuyện đơn giản là khi nó đạt vô cái đỉnh này thì nó sẽ có một đợt điều chỉnh mạnh là chuyện rất là bình thường. Thì từ đây điều chỉnh thì điều chỉnh về đâu là hợp lý? Thì như ở trên cái biểu đồ hiện tại, chúng ta có vùng điều chỉnh đầu tiên là điều chỉnh về vùng 67-66. Còn vùng tiếp theo có thể xuống đến tận đó là vùng 59-60. Đây sẽ là hai vùng chống đỡ mạnh của dầu. Giá quá giá có thể về đây hoặc về đây. Chúng ta có thể bản là từ đây bật lên, từ 65-66 bật lên hoặc là từ 60 bật lên. Thì tùy vào chuyện là giá nó sẽ phản ứng ở đâu mạnh hơn thì chúng ta sẽ xem xét và lệnh long ở những cái chỗ này. Ngay bây giờ đối với những bạn trader ngắn hạn có thể tìm cách sọt dầu từ 71 xuống 66 là hợp lý và rất là ok cho chúng ta có khoảng 5 giá chúng ta tìm kiếm lợi nhuận. Rồi, đó là những tất cả những gì mà mình có thể đem đến cho các bạn và những nhận định sơ bộ của mình. Và đương nhiên là đây là những ý kiến cá nhân của mình. Đúng hay sai thì mình không thể đảm bảo. Đó. Nhưng mà mình luôn có kế hoạch và mình đi theo những kế hoạch mà mình đã định ra sẵn.